Em chào chị. Chị đâu, từ đâu đến đó chị? À, chị ở Bình Chánh. Chị đến Bình Chánh thế trưa nắng thế này mà đến lau trang của năm cả nhà. Quá nắng luôn. Ủa, mấy cái cây này cái chân nhang sao bị lạ ta? Trời ơi, em chồng chị đó. Mà chiều đó em không chồng chị đâu. Cậu ở với cậu nóng lắm. Anh ngủ sớm nhiều khi ta đuổi mình đi sớm. Tại vì nhiều khi ta làm này bằng kia đó, mình làm gì mình không được. Mà mình cũng phải chăm dầu trước. Hôm qua cũng hên ghê. Tự nhiên cái mình cũng linh tính sao cái mới có 4 giờ là cái tranh thủ đi chăm dầu. Mà đúng thiệt đúng 4 rưỡi cái đuổi ra hết trơn. Đây cái nhà, mùa cậu năm nữa cái nhà ơi. Rất là nắng nha. Nắng lắm cả nhà ơi. Hiện tại là 2 giờ chiều nữa cả nhà. 2 giờ. Mình trên thủ mình quay bao nhiêu để cho khán giả xem. Chào mấy cô ạ. Che cho mấy cô cho mát. Có cô đến từ đâu đến vậy cô? Đi đốc nhang chứ đâu? Từ đâu đến? Từ đâu đến hả? Dạ. Không nói được. Em từ đi lén. Đi lén đừng cô. Đi lén lén ở đâu không được. Biết sao ông già nói mình sùng quá. Có gì đâu mà sùng. Về người ta cười chết, đột xuất ai mà cười. Không ai cười. Mấy cô trùm mặt hay thôi ai cũng. Có đâu, không có nhìn nhà thấy hết á. Nghĩ sao vậy, ở nhà ta lút luôn. Chứ sao không phải, không phải mình nói. Mình mến mộ cậu thì cho mạnh. Ủa mà chứ Mỹ, mày không lo công chuyện mà đi hoài, cậu chửi. Đúng không? Thì cô nói địa chỉ ở đâu thôi, chứ có gì đâu. Nói thật là mẫu ở Sài Gòn luôn á. Ở Sài Gòn luôn, còn mấy cô? Mấy Sài Gòn rồi biết rồi. Số năm được rồi thì điểm đấy, số năm được thì điểm. Số năm rồi thì điểm. Cái tôi hướng dẫn mình đấy. À, gần nhà cậu luôn á. Đã số năm rồi hỏi gần nhà cậu nó nghe đừng có quay. À, nhà số năm đúng không? Phòng hướng dẫn đúng không? Đường Bùi Thị Điểm đúng không? Rồi, con. Tới luôn. Cô này là ở đường Bùi Thị Điểm rồi cả nhà. Gần ở hướng dẫn, gần ở hướng dẫn thôi chứ không phải. Có mà mấy cô đến thành phố Hồ Chí Minh, quận Phú Nhuận. Đường cái gì điện địa điểm đây nhà số 5, gần nhà số 5 nha. Chắc cậu tô cô cũng tầm số nhà có mười mấy ha. Nam mô Đà Phật. Đây cả nhà. Mồ đây.
Đây là mộ của hai người. Ơ, đừng có quay tôi nha. Không, không có thấy mặt mà là gì. Tâm giác. Thấy không? Cô ai tặng cái bắp bông mình bông đẹp quá ta. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Đây cả nhà. Có một vị khách tặng cho cậu mình bông có bướm nữa nha cả nhà, có cặp bướm nữa. Bướm thông sinh nữa. Rất đẹp. Rất dễ thương này, cho bông rất dễ thương nha. Đất. Đây cả nhà. Lúa âm dương. Đây là cái máy năng lượng cả nhà ơi. Mình sập pin tối nó bật sáng này. Đây là lúa âm dương cả nhà. Toàn cảnh này. Không có thấy cô đâu mà cô lo mà. Thầy cô. Cô từ đâu đến cô? À, cô ở An Giang hả? Cô đến của ai cô? Chị đến từ An Giang đi với ai vậy cô? Mà lên ở trên đây. À đúng rồi. Ở một thị xã Tân Nguyên vậy. Nè Tân Nguyên. Chị lần đầu tiên hay là đi lần thứ chị? Hả? Chị đi lần đầu tiên hay là lần thứ? Đi 6-7 lần rồi. À 6-7 lần rồi. Sáng chở đây giờ sáng giờ. Ủa sáng giờ luôn hả? Nãy giờ chạy lên vừa tới đàn vừa à, lên cổng hoa. À dạ. Yeah. Nói vì khán giả mà ai không biết cậu hình cậu ở đây thì có anh chị cô chú đến đây thì không có là đến linh hoa tại đàn của hoa viên lại thế hình cậu hình cậu ở đây lên 5-6 lần rồi, có lần này lên là không có hình thôi. Yeah. Sao bỏ quần áo mà lạnh ngắt luôn á. Lạnh mà muốn giật cho luôn á. Ngon á. Chuyện lạ mà. Hiện tượng chuyện lạ nè. Ánh nắng mặt trời không làm xây dịch được ý chí của cậu Nam nha. Cái màu lạnh ngắt rồi. Anh lên rồi có lạnh không? Lạnh ngắt luôn. Chứ em đang quay làm sao biết rồi. Đỡ rồi lạnh mà nó đâu giật cái tay luôn. Lạnh quá lạnh luôn. Lạnh bóng băng. Lạnh ghê thiệt á. Lạnh lạnh như đá vậy. Qua lỗ vàng đó hả? Lỗ vàng trong làng đuổi dông. Trong làng đuổi dông. Lạnh như đá. Lỗ vàng đi chú. Lỗ vàng trong làng đuổi dông á. Hình của cậu nhớ lần ở đây của cậu. Tiếc quá ha. Chị lên nói chưa? Nãy giờ ở đây lên chỉnh ở chỉnh từ nãy giờ mới xuống nè. Dạ. Đến giờ đây chút xíu rồi về. Về còn xa. Thì tới thị xã Long Nguyên vẫn là đồng hồ tới. Thấy có anh Bông chưa? Cái rồi đó mình có coi ở đây rồi. Đem chở giờ tiếp. Có cái hình chị chưa coi á. Hình nào? Cái hình bự to chị coi chưa? Có. Trời ơi, nói chung là ở đây rồi đi thường xuyên hình ở đây hình bữa sau có một bức ảnh tiện là cuối cùng á. To. Hình cuối cùng luôn á. Nhìn thấy hình cậu cảm thấy tội quá. Đây mà không còn khi người ta lấy gòn mà cái giống có dạp. Ở đâu? Góc có trơn. Nó là phía trong. Cô biết ở trong cửa ốc thì nó khác. Còn đây là mặt tiền. Từ hoa viên như đây là mặt tiền. Con đường chính. Tất cả xe tan hay xe đi chôn thì qua con đường này hết. Chị chạy chở chị thấy người ta có dạp rồi mà. Ở đó đâu phải là nó rạp là người ta mới chôn đó chị. Vậy đó hả? Dạ. Người ta mới chôn có rạp chị. Mới chôn mà sao người ta vẫn làm ấy mộ rồi luôn rồi. Có tiền thích làm thôi. Người ta có tiền nhiều người ta làm trước. À. Đấy nè. Là thôi vậy Quỳnh Bường Vlog kết thúc video tại đây, mong các anh chị cô chú ủng hộ đăng ký kênh và chia sẻ cho Quỳnh Bường Vlog cả nhà.